Dạ em Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê Hoa Lan trên toàn quốc nhé. Phiên hôm nay là phiên ngày 12 tháng 7 năm 2024. Và em Nhung xin phép sẽ lên cho anh chị thêm một video clip để cập nhật cho anh chị nhìn những sản phẩm hoa lan đẹp nhà em hôm nay có ạ. Và anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại trên tiêu đề là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương ạ. Và ngoài cung cấp hoa lan, bên em có bán thêm những sản phẩm phân thuốc, phân bón cho hoa lan. Thì cái này thì anh chị có thể là trong quá trình đặt hàng thì mọi người cần tư vấn cái loại nào thì bên em sẽ tư vấn cụ thể cho anh chị nhé. Còn cái video về phân thuốc thì em đã có những cái video riêng khi mà giới thiệu cái bộ sản phẩm máy tưới lan rồi. Và bên đây là máy tưới lan này anh chị này. Cái máy tưới lan này thì nhà em lại vừa về thêm, và cái này là em chưa sẵn sàng đóng vào thùng. Tất cả những cái bộ sản phẩm khi gửi đi em sẽ đóng vào thùng và nó có đầy đủ tất cả các linh kiện. Thứ nhất là đây, nó sẽ có một cái cần này, có một bảng điện gồm có cục motor đổi nguồn và dây dẫn nước, dây hút nước và có cả bát tưới lan, bát tưới phân thuốc. Đấy, đây là một chọn một bộ sản phẩm máy tưới lan. Và cái này thì đang là một cái chương trình ưu đãi vào dịp mùa hè. Ưu đãi miễn phí ship toàn quốc nha anh chị nhá. Và bảo hành nhà em Nhung thì lên đến tận 3 tháng nha anh chị nhá, 3 tháng. Trong 3 tháng đầu tiên nếu anh chị sử dụng mà nó có vấn đề gì về bất cứ những cái sản phẩm này, nó bị hư hỏng hay là nó bị cháy chập, thì bên em sẽ đổi mới cho anh chị, đổi một luôn. Đấy, anh chị yên tâm về vấn đề đấy. Và đây là cái bộ máy mà nhà em duy trì bán được chạy nhất cũng như là bền nhất, bởi vì có những khách hàng dùng đến năm thứ này là năm thứ tư rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu hỏng cơ. Đấy, hôm vừa rồi thì cũng có một khách, cũng có mấy khách cơ, em không nhớ hết được tất cả các anh ấy, nhưng mà đến tận năm thứ ba thứ tư gì đó ấy, anh ấy mới thay linh kiện thôi. Bởi vì ví dụ như là mình dùng cái này mình để ở ngoài ánh sáng ấy, nó bị bạc màu, nó bị vỡ ấy, thì mình lại thay mới những cái cần đấy thôi. Chứ còn đơn giản một cái bộ này dùng nó rất là bền, mọi người dùng xong thì mọi người rút điện ra và cất vào nơi khô ráo. Đây em xin báo giá lại một lần nữa nhá. Giá một bộ 10 mét dây là 480.000, bộ 15 là 530, và bộ 20 là 580.000 nhá. Cái này thì đang có chương trình miễn ship toàn quốc đấy ạ. Đấy, một bộ tiêu chuẩn thấp nhất là 10 mét dây rồi anh chị ạ. Và bây giờ thì em xin giới thiệu cho anh chị đến những sản phẩm hoa lan nhé. Và trước tiên thì em giới thiệu cho anh chị đến cái cây sống đời này trước. Nó thì không phải là hoa lan đâu, nhưng mà cây này thì nó là cái dòng cây cảnh chơi hoa rất là đẹp. Cây sống đời này thì rất là nhiều anh chị đã biết rồi. Nó còn gọi là cây bỏng kép mà mọi người ạ. Cái bỏng này thì bình thường ở nhà mình nó hay có cái màu đỏ đỏ, mà cây cánh nó đơn đơn ấy. Nó loại nó sai hoa nhưng nó cũng đẻ rất là khỏe. Còn cái loại này là cái loại bỏng kép nhá. Đấy, cái tên gọi cái mỹ miều của nó là cây sống đời. Mọi người nhìn cái bông hoa của nó khi nở này, cánh kép bông rất là đẹp. Loại này siêu mông lắm. Thì cái này thì mọi người, một là mọi người có thể trồng ở những cái khuôn viên nhà mình ấy, có ban công ấy, thì anh chị trồng vào những cái chậu để ban công rất là đẹp, hoặc là để trong phòng khách, phòng làm việc. Hoặc là cái này em thấy là ví dụ như những cái bồn hoa là người ta trồng những cây sống đời rất là đẹp này. Hôm nay thì em có hai màu. Thứ nhất là màu này là màu cam đỏ này anh chị này. Đấy, đây bông hoa khi mà mới chớm nở ra còn nhiều nụ lắm anh chị ơi, còn nhiều nụ lắm. Cái này chơi xong anh chị lại dâm ra trồng nhé, dễ trồng lắm. Còn loại thứ hai là cái màu cam chớp này. Đấy, cam chớp thì nó là màu cam và viền ngoài nó màu vàng. Cái loại này chính ra là em nhập là nó cao hơn cái loại cam đỏ cái đấy. Hàng vừa mới về thêm một thùng nữa anh chị nhá. Và loại này thì em xin phép bán là 55.000 một bầu. Đấy, hàng hoa như thế này. Và anh chị mua hai bầu này em để cho anh chị 100 thôi. Có thể là mix hai màu với nhau. Đây là màu cam chớp và đây là màu cam đỏ này. Mix hai màu với nhau nhá. Hàng này hàng số lượng nó còn ít nữa thôi ạ. Em cũng để em chơi một chút rồi em chia sẻ nốt cho anh chị. Đấy, nhập về cũng không có nhiều đâu. Cái này em không phải chuyên về những cái dòng này. Thi thoảng thì thấy nó đẹp đẹp mình đá thêm một tí thôi. Và sang bên đây thì em giới thiệu cho anh chị đến hồ điệp nhá mọi người. Hôm nay thì em có cái dòng hồ điệp này là dòng mãn thiên hồng đỏ. Đỏ cherry mọi người ơi, nó gọi là dòng mãn cherry. Đấy, nó khác cái mãn thiên hồng một chút, đó là chính là cái hoa của nó sáng hơn. Như Tết năm ngoái em bán cái mặt hoa của loại này rồi, lúc đấy là bán hàng đăng hoa chứ em không bán hàng nụ. Và từ Tết đến giờ thì bây giờ nhà vừa người ta lại xuất thêm một đợt nụ nữa. Và nếu anh chị mà theo dõi những cái phiên mà bán hàng Tết ấy, thì hồ điệp Tết thì đã thành nó rất là cao. Ví dụ như một cái cây này, ví dụ tầm cỡ là tầm 2 nụ hoa như thế này là hàng Tết đã rơi tầm 95 đến 100 nghìn một cây. Đấy, cùng một cái size bầu như thế này. Đây, bộ rễ thì cực kỳ là khỏe khoắn nhá. Và ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho anh chị một cái lô hồ điệp nó rất là rẻ. Cây thì đanh, cây thì khỏe. Mọi người ơi, có những cái lá ngắn, lá mít rất là đẹp như này này anh chị này. Cây đẹp lắm anh chị ơi. Đấy, có những cây 2 nụ, có cây 3 nụ, nhưng mà hàng này ít nhất từ 2 nụ trở lên. Và bán cho anh chị là 60.000 đồng một chậu. Hàng này về nói chung là bán chắc là nốt hôm nay và ngày mai là hết hàng rồi anh chị ạ. Khách nhà em đặt hồ điệp nhiều ạ. Cái này thì gửi ít nhất cho anh chị từ 3 chậu để mọi người trải nghiệm nhé. Mãn đỏ cherry mọi người nhé. Đọc cho em là cái mã này, mãn đỏ cherry. Và mua 10 chậu em miễn ship. Cái này ship ít nhất cho anh chị từ 3 chậu.
Anh chị có thể mua ít nhất cho em từ 3 chậu để có thể làm một chậu đẹp nhé. Tiếp theo là hoàng thảo kèn cả nhà ơi. Cái hoàng thảo kèn này là hoàng thảo kèn thuần. Hàng này thì em bao chuẩn mặt hoa cho anh chị nhé. Cái này anh chị hỏi lo đi. Bởi vì nó đã nở vào vườn và thứ hai là cái vườn này làm rất là chuẩn chỉnh. Em lấy cái hàng, sở dĩ em lấy cái hàng này là hàng thuần, bởi vì tầm này anh chị mua cái hàng thuần nó sẽ khỏe hơn là cái hàng rừng rất là nhiều. Hàng rừng thì nhiều thân già lắm ạ. Còn hàng này hàng thuần và đã nở hoa rồi thì mình yên tâm đi. Và thứ hai là về mọi người chỉ treo lên thôi. Cái lô đầu tiên thì em lấy cái vườn này người ta xuất tận bán ra giá 200.000 một bảng đấy ạ. Lúc đấy thì lúc đấy là lô đầu và sau thì người ta lại có giảm giá. Và cái lô này là em nhập được có bán nhập được ấy, giá rẻ ấy, bán cho anh chị có giá 150 thôi. Chứ còn nói thật với anh chị là nếu mà anh chị mua cái lô đầu tiên ấy không bao giờ được cái mức giá này đâu. Tại vì lô đầu là người ta bao giờ cũng thế, lựa đầu tiên của vườn người ta đã để giá hơi cao, em phải bán 200. Và cái lô này để 150 là cái lô sau em nhập được cái giá rẻ mới để giá này đấy. Và đợt này thì em nhập nó nhiều nên là em sẽ chương trình tri ân là mua hai bảng em miễn ship. 300.000 hai bảng kèn em miễn ship nhé. Duy nhất đối với kèn là em đang có chương trình miễn ship. Hàng thì ít nhất từ 4 đến 5 thân, 4 thân đến 5 thân trở lên. Dù của bạn nào nhiều thân thì nó ngắn ngắn này. Đấy, 4 5 thân thì nó dài hơn. Đấy, đây là hoàng thảo kèn tím nhá, kèn thuần rồi đấy ạ. Dạ, tiếp theo thì hôm nay em dọn vườn thì có một số những mã đen dô thanh lý này cả nhà này. Trước đây khi mà hàng mới về thì nó cũng rơi tầm 170-180 chứ cũng không phải ít đâu. Chẳng qua là còn một ít thì em giảm giá nốt cho anh chị. Còn cây thì tình trạng cây như mọi người thấy rồi, nó vẫn rất là đẹp, nó không có vấn đề gì cả. Mã này là cây mã vàng tuyền nhé mọi người. Cái dòng này thì thuộc dòng hoa thơm. Và cái mã vàng này hoa của nó rất là sai bông. Em còn hai chậu để cho anh chị 130 một chậu. Đấy, hàng này bác nào hôm trước mua 170 rồi thì hôm nay em bán cho anh chị 130 này, còn hai chậu thôi. Tiếp theo là đây là vàng vàng kim cương nhé. Cái mã này là mã vàng kim cương hay là vàng họng đỏ đây ạ. Cái mã này là cũng đã giá tầm 170 đấy ạ. Hôm nay em còn cũng 3-4 chậu gì đó, em xả anh chị nốt là 130 đấy. Cái mã này là vàng kim cương, vàng họng đỏ nhé. Bởi vì nó nhiều loại rồi, đen rô lắm anh chị ơi. Cái loại này cũng xả 130 này. Ôi giời. Đây này, cái mã vàng kim cương này cũng còn 3-4 chậu gì đấy, em không nhớ hết. Nhưng mà lọc vào vườn cũng còn mấy chậu em cho vào cái hàng giảm giá luôn để dọn kho cái lô này. Sang bên đây là cây trắng ruby này. Cái trắng ruby này với gọi là cái dòng hàng giá trị này. Trước đây là cái dòng hàng này nó bán theo thân. Còn cái trắng ruby đợt này là em lúc mới về là em cũng bán 300.000 một giỏ ấy. Đúng là còn hai giỏ cuối cùng thôi. Cây thì nó rất là đẹp. Mà cái loại này anh chị về sang chậu lại cho em nhé. Bởi cái giá thể của nó còn một ít thôi. Đấy, cái này hàng ươm ki lên, màu trắng tinh và loại này hoa nó bền rất là thơm. Đây còn hai chậu, loại này 300 thì hôm nay em sale anh chị còn 250 một chậu nhá. Còn hai chậu. Mã này anh chị không lấy là hơi tiếc anh nhá. Đấy, mã này là không hơi tiếc ấy, bởi vì em không còn cái lô hàng rẻ này đâu. Bởi vì bây giờ nhà vườn người ta xuất ra cũng bằng cái giá em bán rồi chứ không còn cái giá mà em bán cho anh chị với giá 250 đâu. Tiếp đến là em còn một chậu giả hạc Hawaii ạ. Giả hạc Hawaii này, còn một chậu rất là lùm nhiều thân này. Hawaii này em bán cho anh chị là 100.000 một chậu nhá. Đấy còn 100, có 100.000 thôi, còn một chậu duy nhất. Xem bên đây là trầm rồng đỏ ạ. Cái lô trầm này thì em không còn cái từ nào để em miêu tả về cái độ đẹp của nó nữa. Lô này thứ nhất là thân của nó rất là đanh, cây của nó nhiều mầm, nhiều ngọn rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn đó. Trời ơi, một cái lô trầm của nó là thân rất là dài. Cái trầm rồng đỏ thì hoa nở vào dịp Tết anh chị ạ, dịp Tết và mùa xuân và hoa thì rất là đẹp. Cái trầm này này, cây hôm nay đang khỏe cực kỳ luôn. Cái lô này hôm qua em bán rất là nhiều khách mua. Đấy, nhìn đẹp tăm tắp. Em sẽ lựa cho anh chị ít nhất chậu từ 5 thân trở lên nhá. Cả dài cả ngắn ấy, nhưng mà 5 thân thì nó đều đều. Cũng có chậu 6 7 thân nó ngắn hơn một chút. Đấy. Và em bán đồng giá cho anh chị là 130 một chậu. Đợt này thì đang có chương trình như sau. Đối với trầm này anh chị mua 3 chậu bất kỳ là em sẽ miễn phí ship nhá. Đối với trầm, ví dụ như 3 chậu là 390 em miễn ship rồi. Có những thời điểm mà anh chị mua 5 7 chậu còn không được miễn ship cơ ạ. Rồi ạ, sang bên đây thì là trầm cổ ạ. Đấy ạ, đấy là trầm rồng đỏ, còn đây là trầm cổ. Cái dòng trầm cổ này là dòng trầm xưa và hoa của nó thì rất là thơm. Cái loại này thì thân thủ nha, nếu mà anh chị chăm tốt thì nó có thể đạt độ dài từ 1,5 đến 2 m là bình thường. Đấy, trầm cổ em cũng chỉ còn 3 chậu thôi. Em để cho anh chị với giá là 120.000 một chậu. Đấy, anh chị này lấy hết 3 chậu em để cho anh chị là 360 miễn ship. Tiếp theo sang bên đây thì đó chính là cây hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Cả nhà ơi, cái hạc vĩ thiên cung lữ bố thì hoa của nó như những cái chuỗi mảnh rất là đẹp. Cái hạc vĩ này thì cái này nở vào dịp Tết mùa xuân. Đây ạ. Thiên cung lữ bố cả nhà này. Rề của nó rất là nhiều thân. Và cái hàng này thì em đang chia sẻ cho anh chị với giá là 170.000 đồng một chậu. Anh chị là mua 2 chậu em để cho anh chị 160. Và nếu mua 3 chậu thì em miễn ship rồi nhá. Giả hạc năm cánh trắng họng hồng ạ.
Đây cả nhà, những cái chậu giả hạt năm cái trắng họng hồng hôm nay này thân dài tăm tắp luôn. Đấy, hàng thân của nó rất là đẹp nha. Lô đợt này là hàng lô thân dài và cây này làm tác phẩm Tết rất là tuyệt vời. Và giá em đang bán là 120.000 đồng một chậu. Đấy, lác đác cũng chưa đến chục chậu nữa là hết hàng rồi. Anh chị làm ba dề họng hồng này về làm hoa Tết thì cực kỳ đẹp. 120 thôi. Trước đây mua 250 một thân, bây giờ 120.000 mà có chậu ít nhất từ 5 thân trở lên nhá. Cũng có chậu 4 thân thì nó dài như này này. Đây, chậu này 4 thân thì rất là dài. Chậu 5 thân thì nó kèm với cả những cái thân vừa vừa ngắn ngắn nhá. Nhưng cái lô này đẹp, nói chung là lô này đẹp, nhanh cháy hàng lắm ạ. Ưu tiên anh chị nào mua 3 chậu em cũng miễn ship cho anh chị nhá. Hỏa hoàng hồng ạ, cái hỏa hoàng hồng này là cái cây rất là sai bông. Hàng này hàng của Thái Lan và người ta nhân ra những cái cây gọi là sưu tầm hoa nhá. Hỏa hoàng hồng này bình thường nó không có đâu ạ. Và em đang chia sẻ cho anh chị với giá là 150.000 đồng một chậu hỏa hoàng hồng thôi ạ. Vừa rồi là các dòng Dendro vàng, Dendro xuân, thì bây giờ em giới thiệu anh chị đến dòng Dendro Úc Mắt Đen nhá. Cái Úc Mắt Đen này thì em về cái lô này thân rất là dài. Đây cả nhà nhìn cho em này, cái chậu của nó to vĩ đại luôn ạ. Trước đây một cái rề này nó phải ra tầm 700.000 là ít. Đấy, Dendro Úc đấy. Ngày hôm nay thì em chia sẻ anh chị một giò Dendro Úc phải nói là siêu to đùng. Thậm chí có những cây năm ngoái nó lên hoa xong rồi những cái mắt nào chưa hoa nó lại lên kỳ này. Đấy, to lắm anh chị ơi, cái lô này gọi là lô Dendro Úc khủng luôn ạ. Em đi chia sẻ anh chị với giá là 140.000 nhá. 140 ạ. Dạ, vừa rồi là Dendro Úc Mắt Đen, còn đây là Dendro Vàng Mắt Đen nhá. Ngày xưa nó là một cái dòng hàng đi thi triển lãm hoa lan, rất là nhiều cuộc thi hoa lan và đạt giải đấy ạ. Hoa thì sai gần như là từ gốc lên ngọn. Cái mã này em ký hiệu là mã V1 này. Mã V1 thì nó còn có 3 thân, sau đó thì có một cái thân này nó bị gập, nó bị gãy thì em vẫn để đây cho anh chị về làm kỳ. Còn đâu thì chậu này em thanh lý cho anh chị với giá là 130.000. Đấy, 130.000 mã V1 nhá. Mã V2 này, 180.000 là chậu này 5 thân này. Đấy, 5 thân nó đều ngắn ngắn xinh xinh à. Mã này là mã V3 này. Mã V3 180.000 tiếp này. 180.000. Mã V5 220.000, chậu này rất là nhiều mầm gốc luôn. Nó phải rơi tầm 6-7 mầm gốc gì đấy ạ. Dendro Vàng Mắt Đen nhá. V7 220.000. Đấy, 220.000 V7. V8, chậu này thì thân siêu dài luôn, 3 thân. Thân này nó phải dài tầm 70-80 cm rồi. Đấy, 3 thân và có một thân đang lên kỳ này. Mã này V8 250.000. Và còn một mã V6 này. V6 này cũng 250 này anh chị này. Dendro Vàng Mắt Đen siêu to đẹp. Và em có một cái mã chưa đánh tên. Mã này thì 3 thân tơ phải nói cực kỳ dài. Với cả 3, 2 thân vừa rồi thắt ngọn này. Tổng cộng là 5 thân. Giò này cũng để cho anh chị với giá là giò này 260.000 nhá. Thân dài hơn móc. Chỗ ấy quá đẹp. Rồi sang bên đây thì em giới thiệu anh chị những cái mã kiều. Kiều này là kiều vuông lộc bắc, vùng Lâm Đồng và hoa của nó nở Tết và nở Tết nha anh chị nhá. Hoa đẹp lắm anh chị ạ. Người ta gọi là đẹp như nàng kiều ạ, nàng kiều. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu kiều đẹp như thế này ạ. Này cả nhà nhìn cho em này, có những cây đang lên mầm đẹp như này. Với giá là 220.000 đồng một giò thôi. Đấy, anh chị nào hôm nay mua 3 giò kiều thì em miễn ship cho ạ. Trời ơi, chưa cái năm nào mà kiều nó lại rẻ như thế ạ. Và cũng phải chia sẻ tất cả anh chị, không phải vườn nào người ta cũng xuất cho anh chị những cái giò kiều với giá rẻ như này đâu. Bởi vì thường ấy, kiều lục bắc này nhập vào cái giống của nó đã rất là cao rồi. Một chậu này ấy, như những cái năm trước đây là anh chị phải mua 450-500. Thậm chí là hơn ấy. Đấy, một giò kiều mà thân nhiều thân mà thuần đẹp như này mà bây giờ có 220 thôi. Em có một cái cây này là Dendro Xuân này. Dendro Xuân này thì hoa của nó sổ số nhá. Mã này em bán 90.000. Mã này là mã hàng Tết năm ngoái em bán 180. Giờ em xả cho anh chị 90.000. Tiếp đến thì em có cái lô Zaza Mini. 3 chậu luôn nhá. 3 chậu Zaza này bán với giá là 100 mấy ta. Trời ơi, ngày xưa nhập thì cao, bây giờ bán xả thì rẻ quá nhỉ. 140.000 3 chậu nhá. Đấy cả nhà ơi, cái Zaza này thuần rồi này. Bán theo combo luôn 140 3 chậu Zaza Mini. Đang lên mầm đẹp lắm anh chị ạ. Về có thích thì anh chị ghép lũa, không thì anh chị trồng chậu cũng được. 140 3 chậu. Đấy. Và sang đây là những cái rề Long Tu Xuân ạ. Cả nhà ơi, những cái Long Tu Xuân hàng thuần rồi. Và cả nhà đã chơi cái dòng này thì rất là thích. Bởi vì hoa nó sai bông. Cực kỳ là sai bông luôn. Cái Long Tu Xuân này
Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị những cái bảng long tu xuân mà thuần sẵn như thế này rồi nhá. Giá chỉ có 150.000 đồng một bảng thôi. Bác là mua 3 rè thì em sẽ bao ship cho. Đấy, 3 rè long tu xuân là sẽ bao ship. Còn đây cái họng hồng hôm nay thì em có cả cái loại chậu nhỏ nhỏ hơn này. Cái loại này là cái hôm mà em về em đã bán 90.000 rồi đấy ạ. Hôm nay thì em sẽ thanh lý anh chị là 150 một đôi. Đấy, 75.000 đồng một chậu thôi. Hàng này là 90.000 đồng một chậu ấy. Bình thường 180 này bán 150. Hai chậu. Còn cái loại dài hơn một chút là 120 một chậu. Cái loại này cũng phải từ 5 đến 6 thân trở lên. 5 cánh trắng họng hồng ạ. Dòng này thì siêu đẹp, siêu thơm, cực kỳ là thơm. Tiếp đến là sơn thủy tiên ạ. Đây em có những cái chậu sơn thủy tiên to đẹp như thế này. Đấy. Những cái loại chậu nhỏ nhỏ như này là em bán 150 này các anh chị này. Những cái chậu sơn thủy tiên thuần nhỏ nhỏ này. Còn những cái chậu to to này là em bán cho anh chị với giá là 180.000 nhá, 180. Đấy, hôm nay có mấy cái chậu sơn thủy tiên thuần 180 chậu to, còn những cái chậu vừa là bán 150. Đây, những cái chậu vừa vừa này bán 150 nha anh chị này. Mầm đang lên đẹp lắm. Nếu mà tính theo giá hàng kg là nó rẻ hơn hàng cân rồi đấy. Rẻ hơn hàng kg rồi đấy ạ. Tiếp theo là đen rô nắng ạ. Đen rô nắng thì vẫn có chương trình tri ân anh chị là mua 10 chậu tặng thêm một chậu và miễn phí ship vận chuyển. Và cái đen rô ngày hôm nay thì nhà em còn những loại như sau. Hàng thì rất là đẹp đấy mọi người nhé. Yên tâm là dù là những cái hàng số lượng bây giờ nó còn ít nhưng cây vẫn rất là đẹp. Và bây giờ em giới thiệu anh chị đến lần lượt từng loại nhé. Hàng này thì anh chị chơi hoa thì nó bền và nó nở quanh năm. Nhưng rất là nhiều anh chị yêu thích cái dòng đen rô nắng ạ. Trước mặt mọi người đây là cái dòng ba vàng ba đỏ, một cái dòng đendro đột biến á. Dòng này thì có một cái vấn đề là cây nó không to được như những cái dòng khác, nhưng mà cây hoa thì rất là đẹp. Dòng hoa đột biến á, trước đây một chậu này anh chị mua 100.000 một chậu ấy. Giờ 60.000 đồng một chậu thôi. Ba cánh vàng, ba cánh đỏ này. Tiếp theo là cây pen soda xưa, pen soda cam. Pen cam còn có ba chậu lá mít rất là đẹp, pen cam nhá. Hoa của nó màu cam sọc rất là đẹp mà thơm. 60.000 đồng một chậu. Đây ạ, tiếp theo là gip by gold. Gip by gold này hoa nó đẹp lắm. Hoa đủ màu sắc trong một cái chậu này. Loại này cũng còn 3 chậu. Dòng này thuộc dòng đendro lùn lùn nhá. Bởi vì có những loại cây rất là cao, có những loại cây lùn thì loại này em bán cho anh chị cũng 60. Nó tùy theo từng mặt hoa chứ không phải là cây thấp mà thấp tiền mà cây cao cao tiền đâu ạ. Ba xanh ba hồng cũng là cây đột biến này. Nó giống ba vàng ba đỏ đấy ạ. Còn ba cây này 60.000 đồng một chậu. Đây còn một cây đồng tiền tỏ to đùng này. Đấy, cây nhỏ này cũng 60.000 mà cây to cũng 60.000 thôi. Nó tùy theo mặt hoa. Bò blue cũng 60k một chậu. Cây cao to, còn có 5 cây bò blue mà cao vĩ đại luôn. Thậm chí cũng cây đang nhú nụ hoa này. Móng rồng vàng cũng 60k một chậu này. Hoa của nó rất là thơm, sai hoa. Vàng lưỡi đỏ cũng 60.000 đồng một chậu này. Vàng lưỡi đỏ ạ. Trời ơi mọi người, cái loại này này hoa thơm mà cây đợt này cao lắm anh chị ơi. Cái cây CY này đợt này cây cao cực kỳ luôn. CY hoa thơm 60k một chậu. Đấy, còn có mấy chậu thôi. Đây ạ, kinh năm. Kinh năm cũng còn vài chậu này anh chị này. Lô kinh năm này đẹp chất lượng thật sự. Đấy. Rất là nhiều thân. Còn ba chậu đẹp 60.000 đồng một chậu kinh năm, mầm lên đẹp lắm. Hoa màu tím lưỡi trắng. Thỏ đỏ Kiên Giang này, còn cũng còn có ba chậu. Cái thỏ đỏ à 4 chậu. Cái thỏ đỏ cây cao cao này thì nó ít thân nhưng cây có một chậu lùn lùn này thì nó nhiều thân này. 60.000 đồng một chậu thỏ đỏ Kiên Giang, cánh rất là bay. Nắng 114 hoa tím đậm. Đấy. Loại này thì lại có ít thân. Loại này thì nó không như những dòng đen đô khác, nó chỉ có một thân cao và một mầm nhỏ thôi. Bản chất tùy từng cây nha anh chị nhé. Nhìn kỹ cho em cây. Cái nắng 114 này hoa tím đẹp lắm, 60.000. Tiếp đến là bà liễu lá tre. Bà liễu lá tre 60.000 đồng một chậu này. Cây đẹp chưa? Đây đang bói ra cái bông hoa này, nở nó thơm lắm. Đấy, bông hoa bà liễu lá tre đây bông bói thôi. Nắng 4N này. Những cái cây nào lẻ lẻ thì một cây thì em sẽ để cho anh chị 50.000 nhá. Cây nắng 4N thì giảm cho anh chị 50.000 này. Urawan còn một cây cũng 50.000 này. Bà liễu xưa còn một cây cũng để 50.000 này. Những cái cây nào lẻ còn lẻ sai còn một cây thì em bán giảm giá cho. Cái vàng tia này thì 40 thôi, có một cái mầm này nó bị gãy, còn đầu mầm này rất là cao đang chuẩn bị nụ hoa này. Banana cũng 50 này, banana. Cây cánh chuồn cũng 50k này. Cây vàng mai cũng 50.000 này. Cây vàng chanh này cũng 50k này. Đấy, tất cả những cái hàng lẻ này là lẻ một cây thì em sẽ bán 50. Loại nào còn nhiều thì bán 60. Đa răng xưa cũng còn mấy chậu này. Loại đa răng thì cây của nó đẹp, sai hoa 60k. 5 cánh trắng cút dân bụi to này, bụi khủng này thì em còn mấy chậu thôi anh chị ơi. Bụi nó nhiều thân lắm anh chị ạ. Này bụi lùm luôn, một bụi lùm nhiều thân luôn. Đây anh chị nhìn cho em này. 120 nhá. Đây bổ một cái chậu bình thường nó chỉ có 2 thân thôi. Riêng cái cút dân này loại phi 12 chỉ có 2 thân thôi. Loại bụi to, hàng bụi khủng ấy, 120.000.
Và em còn mấy chậu pen soda xưa này, cây đẹp lắm anh chị ạ. Hôm qua em mang vào em like. Đây nó đang nằm ở đây này. Bụi nhiều thân. Loại pen soda này thì hoa thơm. Dòng này em bán với giá là 70.000 đồng một chậu nhá. Đấy, những cái chậu cao thì nó ít thân, những chậu lùn lùn thì nó nhiều thân, còn có 4 5 chậu thì đó. Pen xưa. Đây còn một cây bò tím cuối cùng này bán 50.000 này. Còn một cây bò tím cuối cùng bán 50k. Đó, tất cả những sản phẩm Denso nhớ là mua 10 chậu này em tặng thêm một chậu và miễn ship nhé. Tiếp đến là đai châu khủng này anh chị ơi, cái đai châu khủng này dòng hoa màu đỏ super red nhé. Dòng này thì hoa đỏ đậm luôn, hoa đỏ đậm không một tí gợn luôn ạ. Hôm nay thì em có mấy chậu em chia sẻ cho anh chị này. Mã này là lần này là em nhập cái lô này còn rẻ đấy, bởi vì trước là một cái cây đơn của nó đã 390 một cây. Cái đợt cách đây tầm 3 tháng. Đấy, lúc đấy nó cận gần qua Tết một tí thì nó giá thành nó vẫn cao. Lô này thì nó nhập đợt này thì nó lại rẻ nên là em lấy nhiều vẫn còn ấy. Mã này mà cây mẹ bồng ra hai cây con nhá, 350 nhá, mã này mã số 1. Đấy, con hôm trước em bán 390 to như thế này mà nó còn chưa có cây con nào cơ. Mã số 2 này, mã này thì nó hơi bị khuyết một cái lá ở đây thì phải. Nhìn nó hơi trống. Đúng rồi, cây thì rất là đẹp. Cây này cũng hai con đây này, một mẹ hai con to này. Đấy. Lá đây thì hơi sứt một tí này, hơi cháy một tí. Mã này thì em để cho anh. Ui rồi, mã này nó hơi bị lỗi một cái lá ở giữa nhá. Nên là em giảm giá anh chị cái mã này nhá. Con kia là 350 thì con này cũng to tương đương, nó chỉ lỗi một tí lá thôi. Để cho anh chị với giá là 260.000 nhá. Đấy, lỗi một tí lá thôi chứ còn cây này hoa Tết năm nay phải lấy mấy vòi đấy. Mã số 3 này, cái này vận chuyển nó dập một tí lá này. Với lá gốc cũng dập một tí. Con này thì thôi để cho anh chị. Ui, con này cũng to đẹp đấy chứ. Con này để cho anh chị với giá là 230.000 nhá. Cây to 230. Còn đây là châu rừng này anh chị ơi. Châu rừng thì em có nhiều size ạ. Có size vừa vừa, có size cây nhỏ. Cái châu rừng này thì em bán 250 1kg. Thì anh chị muốn lấy tầm bao nhiêu cân cũng được. Đấy, nó có tầm khoảng 5-7 cân thôi. Cái hàng châu rừng khai thác này thì không có mấy đâu. Sang bên đây là em có cái đai châu Thái màu trắng này. Cây này lá xếp, cây to lắm anh chị ạ. Cái loại này thì cũng đang giảm giá từ 150 còn 130. Anh chị là mua 3 cây miễn ship, 130 một cây. Mua một đôi thì tính cho 250 thôi. Hoàng nhạn nhá, em có hai cây hoàng nhạn rất là đẹp. Đây cả nhà ơi, cái hoàng nhạn này là hoàng nhạn của Thái. Cây đẹp. Trên 10 cặp lá một cây. Loại này thì bán cho anh chị là 200.000 một con. Đây có những con mà xếp cúp như con 4 nở luôn đó. 200.000 một con thôi. Hoàng nhạn. Đây là hoàng nhạn Thái nhá. Hồ điệp trăm hoa, cái dòng hồ điệp trăm hoa Philippines. Hàng này thì em có 4 chậu, hàng này thì hàng lá vằn rất là đẹp nhá. Riêng hàng này hàng sưu tầm. Nó nở ra hoa của nó phân ra rất là nhiều nhánh. Người ta gọi là trăm bông là như vậy đấy ạ. 330 một chậu. Mã này 330 một chậu. Tiếp theo thì em giới thiệu anh chị hồ điệp thơm. Hồ điệp thơm này của Thái Lan. Và hồ điệp thơm này thì em bán cho anh chị những cái cây đơn là 160.000. Đây ví dụ những cái cây đơn như thế này là 160 này. Hôm nay thì em có 4 mã. Có cả màu đốm này, màu tím đốm này, màu đỏ đốm này, màu tím đậm này, màu cam đốm. Đẹp lắm anh chị ạ. Đây là dòng hàng có mặt hoa phân và hoa rõ ràng nha anh chị nhé. Hôm nay thì em không có cầm điện thoại, anh chị có thể kết bạn Zalo em gửi cho anh chị mặt hoa của cái dòng họ hàng này. Cây đôi như này là 200, còn những cây đơn là 160.000 nha anh chị nhé. Này cây đơn này. Có 4 mã rồi, hiện tại là còn mã 09 này, mã 07 này, mã 04 này và mã 08. Hiện tại là còn 4 mã đấy. Thì như cái những cái màu mà em vừa đọc cho anh chị thì anh chị đã nắm bắt được rồi. Thì anh chị nào kết bạn Zalo em gửi cho anh chị thêm cái mặt hoa của nó để anh chị dễ chọn hơn. Đây ạ, còn mấy chậu cát vàng Juliet. Đây cát vàng Juliet còn mấy chậu này, 140 một chậu này. Hình như còn 3 chậu. 140 một chậu, hàng này hàng 108 ạ. Còn đây là hai cây New Hammer. New Hammer để nó hơi xấu ạ. Mã này em bán 90. Cây này hôm trước bán 160 một cây đấy. Đây con này thì bán 130. Đây, có hai con New Hammer này. Hoa đẹp lắm anh chị ạ. Hôm qua em thấy có một cái chậu ở trong miền Nam người ta bán lại cái chậu New Hammer, lúc đấy đang có hoa, một chậu có ít thân lắm mà ra hoa trong công nhận đẹp. Cái gì cũng thế phải lên hoa, lúc đấy mình mới thấy vẻ đẹp của nó. New Hammer. Đây ạ, em còn một chậu kiều này là kiều mỡ gà này. Đây, chậu này thì để cho anh chị với giá 70.000 nhá. Xả nốt cho anh chị cái chậu mỡ gà này 70k, hàng này 150, hôm nay bán xả nửa giá này.
Rồi đến chiều tối em sẽ xả thêm cho anh chị mấy cái mã. Tiếp theo đây là cái giò này, giò tam màu sắc hoa vàng. Tam màu sắc hoa vàng. Này, cái này là ghép giò tròn nhá anh chị nhá. Nhiều cây phết đấy anh chị ạ. Nhiều cây cực kỳ luôn. Tam màu sắc hoa vàng này em đang bán cho anh chị với giá là 330.000. Cái mã này hôm trước bán 380, còn một cái giò này về anh chị ghép lại cho em. Cái tam màu sắc hoa vàng này hoa nó thơm lắm. Bông nó như bông hoàng nhạn ấy, tìm bây giờ tìm hoa vàng chuẩn nó hơi khó. Đấy, hoa nó thơm. Tam màu sắc hoa vàng. Em thanh lý thêm một số chậu cát lay ra nhé, ngày xưa nó cây này nó hơi kiểu như thân nó hơi khô ấy thì em lại cho lên chậu trồng. Và bây giờ em xuất cho anh chị này. Chắc bởi bây giờ bán lỗ hơn so với bình thường ngày xưa đây. Cái mã này mã số 1 cát lay ra này, em cũng không nhớ được màu hết đâu, nhưng mà nhớ ngày xưa nó toàn màu đỏ ấy vậy. Cái lô màu đỏ ấy như nó bị hơi bị tóp thân nên mang lên trồng. Cái mã này chậu nhiều cây lắm. Mã này để cho anh chị với giá là 150.000 nhá. Một chậu này, chậu mã số 1 này. Mã số 2 này. Mã số 2 thì hơi ít thân. Mã này bán cho anh chị 60.000 này. Mã số 3 này. Trời ơi, riêng cát nhá. Cát đều bán 150, hồi xưa là bán 150 một chậu ấy ạ. Bây giờ xả đấy. Mã này này, cây này vẫn đẹp này. 90.000 này, mã số 3 cây này đang có mèo này. Mã số 4 này, cây này như cây vàng lưỡi đỏ hay sao ấy. Mã số 4 này đang có mèo đây, không biết là mấy hôm nữa nở hoa. Mã này 120.000. Mã số 5. Mã số 5, con này không nhớ mặt hoa đâu. 60.000 tiếp này. Mã số 6 này. Thôi mã số 6 này hơi xấu. Đây hôm nay em dọn vườn mấy cái mã này. Tiếp theo là bà liễu xưa nhá. Bà liễu xưa thì hôm nay có mấy chậu này em sale nốt cho anh chị này. Cái con bà liễu xưa này là cái hàng thuần than này, hôm trước bán 680 một chậu. Mà hoa nó bền thật đấy, hai cái ngọng hoa nó phải để nở đến tháng này tháng rưỡi rồi mà chưa tàn. Cái này thì được cái là chậu này nó to, mầm nó lên mập ấy. Giờ này để cho anh chị 600 thôi. Hàng Tết chậu này em khẳng định mọi người nó phải rơi tầm triệu. Đấy, hôm nay em để cho anh chị 600 chậu này. Em xả nhá anh chị nhá. Dọn vườn ấy, cái cây này cứ treo nó cứ nắng này nó lên hoa nhiều lắm. Toàn thân tơ thôi. Chậu bên kia nhá, chậu bên kia Tết bán 600.000 này. Chậu này Tết là bán 8-900 gì, bởi vì đây là hàng thuần than, còn đây là thuần sơ dừa này. Cái mã này hôm nay để cho anh chị 350. Cây đẹp lắm. 350 mã số 2. Mã số 3 bà liễu xưa này, Tết năm ngoái nó bị dính sương muối này. Có một cái thân này nó hơn 1 mét cơ. To cao chưa tí hoa nào. Mã này nhá, mã số 3 này. Anh chị nó lấy em để cho anh chị 350.000 nữa này. Con này dài lắm, con này làm đợt tới này làm hoa thì tuyệt vời đấy. 350 con. Em xả nhá, mã số 4 này, mã này để 300 thôi. Mầm thì rất là nhiều, này, mầm gốc thì nhìn dễ này. Mã số 4 300. Nó bị rụng lá chân thôi. Thôi để cho 208 đi, xả nốt mã này 208. Và cuối cùng này mã số 5 bà liễu xưa đấy, em có mấy cái chậu bà liễu xưa. Cứ treo như thế này thì nó hoa nó cứ liên tục thôi, nhưng mà em xả cho anh chị. Đây dễ lon đây này. Con này thì to, nó như cái chậu to hơn cái chậu 600 vừa rồi. Nhưng mà thuần sơ dừa. Úi dồi ôi, có cái thân này nó phải ra rơi tầm mét rưỡi rồi đây này. Nó đang lên mấy cái bông hoa này. Chậu này bán 550 anh chị nhá. Mã này 550. To. Chẳng nhẽ lại để cái chậu này để chơi. Thôi lại bán xả cho anh chị mấy cái chậu bà liễu. Cái giá này là giá rẻ hơn hàng Tết nhiều ấy. Thậm chí có mấy cái cây kia là bán lỗ này. Mấy cây đấy là nó bị sương muối, nó rụng lá chân, nhìn nó xấu mã chứ còn mầm lên cũng đẹp. À đây em còn một giò tam màu sắc hoa vàng nữa này. Đây em còn một cái giò tam màu sắc hoa vàng ở bên đây này. Chậu này cũng 2-4-6 ngọn. Chậu này 2-4-6 ngọn. Để cho anh chị giò này với giá là 230.000 nhá. 230. Cái giò này ngọn đẹp lắm. 230 ạ. Và ngoài ra thì có mấy cái chậu phi điệp này, anh chị nào muốn mua phi điệp thuần không? Qua có mấy khách hỏi phi điệp mà em không có thời gian em quay. Đấy thì em sẽ chụp cho anh chị qua Zalo cho. Và anh chị ơi, anh chị nào mua hàng gì anh chị inbox trực tiếp cho bên em nhá. Đó, và sau đây thì em xin kết thúc clip tại đây ạ, và nhận đơn hàng các anh chị trong phiên buổi ngày hôm nay ạ. Em xin chào mọi người. Đây có mấy cái giò bà liễu xưa này là thanh lý rẻ đấy.